Gốm Sĩ kính chào mấy anh chị. Hôm nay Gốm Sĩ em đây kính chúc anh chị có một ngày thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Và hôm nay Gốm Sĩ em mang đến các anh chị một sản phẩm, đó là một chiếc bình dòng Imari wide cao và dáng này dáng cúp nha các anh chị ơi. Và họ tiết đó là bức đồ. Và em xin quay cận cảnh cho các anh chị xem. Và em xin giới thiệu luôn là chiếc bình cao 53 xăng, dòng bụng là 103 xăng, dòng bụng rất to nha các anh chị. Và đây là họa tiết bức đồ men rạng nha. Và em quay wide cho các anh chị xem, miệng nhỏ tượng trưng cho hút lọc nha các anh chị. Và anh chị nào mình thích muốn sưu tầm, xin liên hệ vào hai số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Đây em quay cho các anh chị xem là wide làm rất sắc sảo nha các anh chị. Dáng này là dáng cúp, vẽ trên nền đỏ, có họa tiết hoa xung quanh luôn. Và tình trạng bình là lành tích nha, không lỗi, không bể vỡ, không có một dấu lỗi nào cả. Sau 3 ngày vắng bóng thì hôm nay em đã trở lại và hứa hẹn sẽ lên các sản phẩm gọi là siêu phẩm cho các anh chị mình xem, hoặc là mình kết bạn vào Zalo, số điện thoại em đã ghi trên màn hình để mình theo dõi nha. Em có đăng sản phẩm mỗi ngày trên Zalo. Dạ đây rồi, em quay chuyện cho các anh chị xem, chuyện rất nét nha. Do một mình em quay thôi nên là cũng không có điều đó các anh chị ơi, màn hình hay rung lắc vì một tay em cầm bình, một tay em quay màn hình đây. Và chất men cũng rất là đẹp nha các anh chị, rất là bóng nha, rất bóng mà men rạng. Anh chị nào mình muốn xem cận cảnh hơn nữa thì mình kết bạn Zalo đi, em sẽ gửi hình cho các anh chị xem cái độ sắc nét của chiếc bình. Dạ rồi, em cảm ơn các anh chị đã theo dõi video clip của em. Và anh chị nào mình muốn sở hữu, em xin nhắc lại giá em sẽ báo khi mà mình liên hệ vào hai số điện thoại em đã ghi trên màn hình nha. Em cảm ơn các anh chị đã xem clip của em cảm ơn.